Kính chào quý vị khán giả. Mỗi khi Tết đến xuân về thì vấn đề người dân quan tâm là vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là khi vừa qua hàng loạt vụ việc thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất không đảm bảo được phanh phui. Để có thêm thông tin về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là công tác kiểm tra kiểm soát dịp cuối năm khi Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội đang cận kề, chúng tôi đã mời đến trường quay ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái để trao đổi về vấn đề này. Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa ông, vào dịp Tết Nguyên đán, nỗi lo của người tiêu dùng về vấn đề an toàn thực phẩm lại càng gia tăng. Vậy ông đánh giá thế nào về thực trạng và cái nguy cơ tiềm ẩn mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu trên địa bàn tỉnh ạ? Vâng, kính thưa quý vị khán giả và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến rất gần. Đây là thời điểm các hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm đang gia tăng các cái hoạt động sản xuất. Như chúng ta đều biết, đây là cái Tết cổ truyền, cái nhu cầu tiêu dùng thực phẩm gia tăng so với ngày thường khoảng từ 20 đến 30%. Để có thể đáp ứng được cái nhu cầu thực phẩm của các người dân, bên cạnh các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm đã chuẩn bị kỹ các cái lượng hàng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cung cấp ra thị trường, thì đây cũng là cái cơ hội để cho các cái hộ kinh doanh không truyền thống có thể là tận dụng cái cơ hội này để chế biến các cái hàng nông sản thực phẩm của gia đình có để bán trên thị trường để cung cấp, cũng là một cái phần thu nhập thêm cho gia đình trong cái dịp này. Và bên cạnh đó thì cũng là cái nguy cơ của các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm lợi dụng vào những cái nhu cầu tăng cao để đưa ra thị trường các cái hàng hóa là thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo điều kiện về an toàn thực phẩm. Đây là một mối nguy mà các cơ quan quản lý chúng tôi cũng đang quan tâm và cũng có nhiều cái giải pháp để làm sao cho người tiêu dùng có được một cái Tết an toàn, lành mạnh và tiết kiệm. Vâng, ông đánh giá như thế nào về người tiêu dùng ở Yên Bái với đặc điểm tỉnh Yên Bái chúng ta là một tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa và có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ạ? Với đặc điểm của một tỉnh miền núi có nhiều đồng bào dân tộc và cái địa bàn đi lại khó khăn, và với các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thường là cái quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ, đây là một cái bất lợi cho các cái hoạt động quản lý, bởi vì địa bàn thì trải rộng, lực lượng quản lý thì mỏng và các hộ kinh doanh thì không mang tính chất ổn định để có thể theo mùa vụ. Nó nên là cái việc mà đăng ký với các cơ quan quản lý, với cấp chính quyền địa phương là nhiều khi là chưa được triệt để. Do vậy là các cái hàng hóa của các hộ gia đình là một là có thể là vô ý, vô tình có thể sản xuất ra những cái mặt hàng không đảm bảo, hoặc là cố tình với những cái hành vi mà trốn tránh các cái hoạt động của các cơ quan quản lý. Để giải quyết những cái khó khăn này thì trước hết cần sự vào cuộc của chính quyền cấp cơ sở, là những người gần những cái hộ sản xuất nhất để tuyên truyền, nhắc nhở các cái cơ sở sản xuất đó. Mặt thứ hai nữa là về phía trách nhiệm của cơ quan quản lý, từ cơ quan quản lý tuyến tỉnh đến cơ quan quản lý cấp cơ sở là cấp huyện và cấp xã cũng phải đẩy mạnh các hoạt động quản lý của mình ở trên địa bàn để giúp cho người dân có thể là có những cái thực phẩm an toàn khi thực phẩm được đưa ra lưu thông ở trên thị trường. Vâng, vậy thách thức lớn nhất đối với công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn là gì thưa ông? Cái khó khăn trong công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn của tỉnh chúng ta nói chung, như tôi vừa trao đổi đó, có nghĩa là những cái địa bàn mà chúng ta không có những cái cơ sở sản xuất lớn, quy mô công nghiệp mà chủ yếu là quy mô hộ gia đình. Do vậy địa bàn thì trải rộng và các cơ sở nhỏ lẻ thì nằm ở những cái địa điểm rất là xa. Do vậy là cái hoạt động mà đi đến các cái cơ sở này chúng ta có thể giám sát được, kể cả cơ sở sản xuất đến cơ sở giết mổ nhỏ lẻ là chúng ta cũng sẽ khó có thể cơ quan quản lý Kiểm đến soát được. được. Nên là do vậy thì chúng ta cũng phải trông vào cái mạng lưới ở cơ sở, từ là chính quyền cấp cơ sở và cấp cơ quan quản lý ở tuyến cơ sở phải có cái trách nhiệm. Bên cạnh đó thì phải có trách nhiệm của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nữa, cũng phải tuyên truyền đến người ta có cái đạo đức kinh doanh, tuân thủ pháp luật. Và cái thứ ba nữa cũng quan trọng, đó là cái ý thức tiêu dùng thực phẩm của bản thân những người tiêu dùng thực phẩm đó phải có cái kiến thức để mình lựa chọn những thực phẩm ở các cơ sở có thương hiệu, có uy tín và có thể được các cơ quan quản lý nhà nước đã cấp phép và đã được kiểm soát. Vâng, sau Tết Nguyên đán thì các lễ hội đầu xuân, đặc biệt là trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì có rất nhiều điểm du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng. Vậy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm được ngành quan tâm như thế nào thưa ông? Cái hoạt động đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cái dịp lễ hội cũng là một cái hoạt động điểm nhấn trong các cái hoạt động quản lý về an toàn vệ sinh thực phẩm. Và đây là một dịp các cái cơ sở cung cấp các cái dịch vụ về ăn uống, các cái mặt hàng thực phẩm ăn ngay ở tại các cái điểm du lịch lễ hội này cũng tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ về mất an toàn vệ sinh thực phẩm, bởi vì số lượng thực khách, du khách đến các điểm này thường là đông và thường là người ta không có cái thực phẩm chế biến sẵn mà mang theo. Đó, phải sử dụng cái thực phẩm ở tại cái địa bàn mà người ta đến. Và bên cạnh đó thì các nhà hàng và các điểm du lịch này thì lại mang tính chất thời vụ,
nên cái tính chuyên nghiệp là chưa cao, và do đó là các mối nguy cũng sẽ tiềm ẩn. Để giải quyết tình trạng này thì cũng đòi hỏi, một là cái hoạt động chúng ta đi trên hai cái kênh, một là tăng cao cái hoạt động truyền thông để đảm bảo cho các cái cơ sở này cũng có ý thức, thứ hai nữa là hoạt động thanh tra kiểm tra cũng phải đẩy mạnh để đảm bảo an toàn cho du khách đến trong các cái dịp lễ hội của tỉnh mà tổ chức ở tại các cái điểm du lịch đó. Vâng, xin ông có thể chia sẻ những cái kết quả nổi bật trong cái năm 2020 mà chi cục đã đạt được trong cái công tác kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm ấy. Ông có thể nêu ra một vài con số nổi bật trong cái công tác kiểm soát, kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm không ạ? Có thể nói năm 2020 là một năm khá là đặc biệt về tình hình dịch bệnh như các đồng chí cũng đã biết, nên các hoạt động về cộng đồng cũng có cái sự giảm mạnh khi chúng ta thực hiện các cái giãn cách xã hội. Tuy nhiên trong những cái điều kiện đó thì lại có những cái đặc thù nổi lên, có nghĩa là đảm bảo an toàn thực phẩm trong các khu cách ly tập trung để làm sao không có dịch bệnh và cũng không có ngộ độc thực phẩm. Và sau khi chúng ta thực hiện xong tốt cái việc mà giám sát dịch bệnh thì các hoạt động đã trở lại một cách bình thường trong điều kiện mới. Thì năm 2020 thì chúng ta phải thấy là các cơ quan quản lý đã vào cuộc một cách rất là đồng bộ, và con số thể hiện đến là các cái hoạt động thanh tra kiểm tra mặc dù bị cắt giảm nhưng vẫn hoàn thành được các cái chỉ tiêu. Trong các cái số lượt thanh tra kiểm tra với các cơ sở thì cũng đảm bảo được theo kế hoạch, và đặc biệt là con số về vụ ngộ độc thực phẩm và số tử vong do ngộ độc thực phẩm đã giảm một cách rõ rệt. Năm 2020 chúng ta chỉ ghi nhận một vụ với có 16 ca mắc và không có tử vong. Đấy là một con số có thể chúng ta cũng đáng ghi nhận. Vâng, đó cũng là một con số đáng mừng đúng không ạ? Và chúng tôi cũng rất hy vọng rằng là trong cái thời điểm Tết Nguyên đán đang cận kề và lễ hội đầu xuân sắp tới thì chúng ta cũng sẽ giữ là không có một cái trường hợp nào bị ngộ độc thực phẩm ở trên địa bàn tỉnh. Vâng thưa ông, vậy thì với những cái điều kiện sắp diễn ra khi mà Tết Nguyên đán sắp đến gần và các lễ hội đầu xuân sắp diễn ra, vậy thì chi cục đã có những cái giải pháp như thế nào, những cái giải pháp quyết liệt và cụ thể như thế nào để cái công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện, giúp cho người dân giảm nỗi lo đấy? Với trách nhiệm là một cơ quan tham mưu giúp việc cho Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm thì cơ quan thường trực cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành, và Ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành cái chỉ thị số 10 các nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết. Trong đó ngoài các cái việc trọng tâm thì có lĩnh vực về an toàn vệ sinh thực phẩm để nâng cao trách nhiệm quản lý của các cấp chính quyền và các cơ quan quản lý. Đấy là về hệ thống các văn bản chỉ đạo. Thế còn bên cạnh đó thì Ủy ban dân tỉnh cũng đã ban hành các cái đoàn kiểm tra liên ngành. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 2 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã thành lập, đã đi kiểm tra các cái cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm và kiểm tra cả hoạt động của ban chỉ đạo và trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở về công tác này. Và bên cạnh đó thì cái hoạt động truyền thông cũng đã có rất nhiều các cái tin bài, các cái băng rôn khẩu hiệu và các cái tài liệu truyền thông đã được gửi đến tuyến cơ sở để nâng cao trách nhiệm nhận thức của cơ sở cũng như là đối tượng tiêu dùng cũng như là đối tượng quản lý. Vâng. Ông có thể nói rõ hơn về cái công tác thanh tra kiểm tra của ngành liên ngành được không ạ? Hiện nay đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm của chúng tôi cũng đang thực hiện các cái nội dung kiểm tra theo kế hoạch, và qua kiểm tra trên địa bàn của tỉnh chúng ta thì cũng có thông tin rất là đáng phấn khởi là các cơ sở mà kinh doanh đầu mối, các cái nhà phân phối lớn thì các hàng hóa thì đều có nguồn gốc, địa chỉ rõ ràng, có hồ sơ xuất xứ và có hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng. Và chúng tôi cũng đã tiến hành lấy một số mẫu thực phẩm đông lạnh theo cái thông tin cảnh báo của Cục An toàn Thực phẩm là các cái vi khuẩn SARS-CoV-2 có thể là tồn lưu ở trên đó. Thì hiện nay chúng tôi đang chờ kết quả và cũng hy vọng là sẽ an toàn để bà con có cái thể là tiêu dùng một cách bình thường. Thế còn lại các cái hành vi vi phạm mà gian dối thì hiện nay chưa phát hiện các cơ sở mà sản xuất chui, mà chưa phát hiện ra những cái sản phẩm mà có cái chất lượng chưa đảm bảo, mà chủ yếu các hành vi vi phạm đã bị xử lý là chủ yếu đến liên quan đến điều kiện sản xuất, ví dụ như người sản xuất chưa tuân thủ các quy định về trang phục hoặc là cái khu vực sản xuất chưa được vệ sinh theo đúng quy định của pháp luật. Vâng. Thưa ông, hiện nay thì ngoài cái thói quen tiêu dùng truyền thống ra, người dân còn có một cái thói quen nữa, đó là mua sắm online. Chắc là ông cũng không lạ gì về vấn đề này đúng không ạ? Vậy thì cái việc mua sắm online này nó có gây khó khăn gì cho ngành trong cái công tác kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm không ạ? Thực tế với cái thời đại công nghiệp 4.0 thì việc kinh doanh online là một loại hình kinh doanh mới. Chúng ta phải ghi nhận đấy là một hoạt động kinh doanh rất là thuận lợi. Người tiêu dùng có thể ngồi ở nhà mà có thể là kiểm soát hoặc là có thể lựa chọn được các cái sản phẩm. Tuy nhiên đây là một cái bước mới, và cũng cơ quan quản lý cũng đang có thể nói là cũng đang còn lúng túng khi quản lý các cái sản phẩm kinh doanh trên mạng. Bởi vì người sản xuất mà người ta kinh doanh trên mạng chưa được đăng ký và cũng chưa có hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng. Và người tiêu dùng thì cũng khá là dễ dãi khi tin những cái quảng cáo của các cái sản phẩm kinh doanh online.
Tới đây thì về phía cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ siết chặt lại, một là cũng tạo điều kiện để cho kinh doanh online phát triển, nhưng mà phải làm sao để người tiêu dùng yên tâm với những cái sản phẩm được kinh doanh online. Và chúng tôi cũng khuyến cáo là những bà con mà có thể sử dụng những sản phẩm kinh doanh online thì cũng phải xem địa chỉ đó có đã được đăng ký sản xuất chưa, và đã cái sản phẩm đó đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng chưa, thì chúng ta cũng mới tiêu dùng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Vậy vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm có vai trò và nhận thức rất lớn của người dân đúng không ạ? Ông có khuyến cáo gì đối với người tiêu dùng, nhất là trong dịp Tết và lễ hội xuân này ạ? Với người tiêu dùng thì chúng tôi có khuyến cáo là trước hết là dịp Tết là cái nhu cầu sử dụng thực phẩm tăng rất là cao, và người tiêu dùng sẽ biết cách lựa chọn, cũng không mua quá nhiều để chúng ta có thể là bảo quản nó không được tốt thì có thể dẫn đến mối nguy về mất an toàn thực phẩm. Thứ hai là người tiêu dùng sẽ mua thực phẩm và nên mua thực phẩm ở những nơi mà mình có cái đặt niềm tin là được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và những địa chỉ rất là rõ ràng, và sản phẩm mà bao gói hoàn chỉnh thì cũng phải có địa chỉ, tem nhãn và có hướng dẫn sử dụng và có ngày tháng sản xuất và được bảo quản theo đúng yêu cầu của nhà sản xuất. Một số cái chúng tôi khuyến cáo như vậy. Cái thứ hai nữa là với mỗi người tiêu dùng hãy là một cái giám sát viên giúp cho cơ quan quản lý. Nếu như phát hiện cơ sở mà làm ăn gian dối hoặc có những sản phẩm không đảm bảo an toàn, hãy cung cấp thông tin đó đến cho các cơ quan quản lý từ tuyến cơ sở đến tuyến tỉnh để giúp cho cái công tác quản lý được tốt hơn. Vậy thì ngành đã có thiết lập đường dây nóng hay là những cái mạng lưới cơ sở gì để người dân có thể kịp thời phản ánh mỗi khi mà gặp những cái trường hợp ví dụ như là thực phẩm không đảm bảo hay ngộ độc vệ sinh thực phẩm không ạ? Hôm nay thì chúng tôi cũng rất là vui khi được Đài Phát thanh Truyền hình mời đến, và đường dây nóng để tiếp nhận các cái phản ảnh vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi cũng đã thiết lập và cũng đã có công khai. Nếu như có cái thông tin cần thiết phản ảnh thì đề nghị quý vị hãy gửi về điện thoại qua đường dây nóng của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm với số là 0964601010 để chúng tôi xin được cảm ơn và sẽ cam kết là sẽ thực hiện tốt công tác quản lý khi có các cái thông tin phản ánh. Vâng, cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nói chung, đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết, trong từng bữa ăn sẽ góp thêm niềm vui cho mỗi gia đình. Hơn ai hết, mỗi người tiêu dùng cần nâng cao kỹ năng lựa chọn thực phẩm, mua những mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đảm bảo an toàn, bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng, góp phần trong công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Một lần nữa xin cảm ơn ông Lương Quốc Dũng, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Yên Bái đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và khán giả đã theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.